rau gì? Đúng rồi, là rau ngót đấy. Các con có biết rau ngót nấu món gì là ngon nhất không? À, rau ngót nấu canh thịt là ngon nhất đấy. Ngoài rau ngót, còn có các loại rau khác như rau mồng tơi, rau cải, rau dền, rau muống và rau bắp cải. Các con ạ, rau xanh cung cấp cho chúng ta rất nhiều vitamin, khoáng chất và cả chất xơ, rất tốt cho sức khỏe đấy. Việc bổ sung rau xanh là rất cần thiết cho cơ thể. Các con đã biết cách nhặt rau ngót chưa? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con cách nhặt rau ngót nhé. Các con nhìn xem, đây là cành rau ngót này. Gồm có phần cành rất cứng, không ăn được. Chúng mình chỉ nấu phần lá này thôi. Vì vậy, cần phải nhặt đúng không nào? Để chuẩn bị cho hoạt động này, chúng mình cần có một mớ rau ngót và một chiếc rổ. Trên tay cô đang cầm rau ngót đấy các con ạ. Chúng ta sẽ loại bỏ những lá già, lá vàng úa và những lá sâu. Khi nhặt rau ngót, tay trái các con cầm vào cành rau, giữ cành. Tay phải dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp vào phần trên cùng của cành nhỏ, tuốt thẳng xuống. Chúng mình tuốt lần lượt từng cành rau cho đến khi hết lá trên cành. Phần lá rau chúng mình để gọn vào rổ, còn phần cành chúng mình để gọn lại, sau đó vứt vào thùng rác nhé. Tiếp tục với những cành khác, cô cũng làm như vậy. Tuốt lấy những lá non và ngon, cô bỏ phần cuống đi. Và như vậy, cho đến khi hết mớ rau. Thật là đơn giản, phải không các con? Vậy là cô đã hướng dẫn các con nhặt rau xong rồi. Với rau ngót, chúng mình có thể chế biến rất nhiều các món canh khác nhau. Đặc biệt là canh rau ngót nấu thịt. Rất là ngon đấy các con ạ. Các con nhớ phải rửa rau thật sạch trước khi chế biến nhé. Ngoài rau ngót, còn có rất nhiều các loại rau xanh khác nhau. Chúng mình nhớ ăn thật nhiều rau xanh để bổ sung các vitamin, giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Cô rất vui khi nhận được video của các con nhặt rau. Tạm biệt, hẹn gặp lại các con và cha mẹ trong những bài học tiếp theo.